Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ review chi tiết đến các bạn một cái cặp chóe lục lăng rất là đẹp, được sản xuất tại Bát Tràng. Đây là dòng sứ vẽ vàng cao cấp. Lục lăng này của nó là gồm 6 cạnh. Mỗi cạnh sẽ là một cảnh khác nhau, rất là đẹp này. Từ phần thân là 6 cạnh này, cho lên đến phần nắp cũng là 6 cạnh nhé. Trên chóp này, phiền bàn kim rất là đậm. Ở trên cái nắp này của nó cũng được chia làm 6 cảnh với 6 cái loại quả này, quả đào này. Xuống đến cái ở phần bên dưới nhá, thì đây nó có hoa sen này, hay gọi liên hoa cát tường này, hoa sen này, cái này là hoa đào này, hoa đào với chim chỉ này, đây là hoa mẫu đơn này. Sang đến cảnh này là cây trúc này. Nền là nền màu vàng vẽ kỹ nhé. Trên vai thì vẽ hoa văn màu xanh rất là kỹ rồi. Sang đây là cái cảnh tùng hạc này. Tùng hạc diên niên đấy. Sang đây là hoa cúc. Đấy, như vậy là đã đủ 6 cạnh này. Các bạn có thể nhìn thấy này. Vì chân này, chân cũng là 6 cạnh nhé. Được thiết kế 6 cạnh từ dưới cho lên đến trên phần nắp cơ. Ở trên vai những cái họa tiết màu xanh cũng được kẻ viền vàng kim rất là đậm. Đấy, sứ của nó rất là trắng nhé. Đây các bạn, sứ rất là trắng này. Cái này mà bày tại phòng khách thì hết ý luôn về cái độ độc đáo và cái độ sang trọng đẳng cấp của nó. Mình sẽ đo kích thước của cái sản phẩm này nhé. Kích thước của nó là cao 73 này, 73 tính đến chót. Đường kính của nó là rơi khoảng tầm 38 40 đấy, đường kính của nó sẽ rơi khoảng tầm 40 đến các cạnh dài nhất của nó nhé. Đây của nó là một cặp đấy. Đây, quay sang này cho nhìn một cặp nó chiếc rồi. Đây là một cặp này. Đấy. Cái này bày đối xứng tại phòng khách hoặc là tại phòng làm việc của nó thì vô cùng là đẳng cấp. Cái nền này của nó hiện tại đang là màu vàng. Nếu như mà các bạn thích màu nào thì chúng tôi cũng đều có thể thiết kế ra cái màu sắc để phù hợp với mệnh của mọi người được. Ví dụ như xanh, đỏ, màu trắng đều có hết. Như đây là cái mẫu vừa sản xuất ra là mẫu rất là mới, màu vàng. Cho mọi người xem cái sứ của nó rất là trắng nhé. Đấy, bên trong lòng thì trắng men này, làm rất là gọn gàng, sạch đẹp này, vuông vắn này. Cái miệng của nó cũng là 6 cạnh. Đấy, khi mà đưa vào nó phải khớp với nhau này. Rất là hay. Rồi ok, xin chào mọi người.